Bây giờ chúng ta đến với một cái chủ đề rất là hot mà mọi người cũng bàn luận trong tuần. Thiệt ra cái câu chuyện này nó không còn lạ lẫm gì nữa, bởi vì năm nào thì cũng có những ngôi sao mà bị dính scandal rồi bị tẩy chay, không chỉ ở Việt Nam mà nước nào cũng vậy. Nhân vụ của anh Kim Sun Ho, nam chính của Hometown Cha Cha Cha, ảnh dính một cái scandal thì chúng tôi mới thực hiện cái chuyên đề này. Đầu tiên mình tóm tắt sơ về Kim Sun Ho một chút xíu đi. Anh này là một cái trường hợp mà người ta gọi là hoa nở muộn, tức là đi đóng kịch hẳn 10 năm và đóng phim rất là nhiều nhưng mà bao giờ cũng là vai thứ 9 hết. Đến cả cái bộ phim mà làm cho cái tên tuổi của ảnh được mọi người quan tâm là Start Up Khởi Nghiệp thì cũng là nam thứ, mà ở Việt Nam mọi người hay dùng từ là nam 8 đó. Thì qua đến Hometown Cha 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 thì anh mới được đóng vai chính và thành công rất là rực rỡ, có nhiều hợp đồng về quảng cáo, rồi có rất là nhiều dự án phim sắp tới. Nhưng mà ngay cái tập cuối cùng thì lại nổ ra một cái scandal. Cái đêm khuya mà sau khi Hometown Cha Cha vừa lên sóng thì có một cái cô này cổ đăng lên trên mạng xã hội, đó là Kim Sun Ho từng là người yêu của tôi và hiện tại đã chia tay nhau, nhưng mà anh này đã từng ép cô phải phá thai với nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do lớn nhất là nếu mà bây giờ để phát hiện ra là anh có bạn gái và bạn gái đang mang thai thì anh sẽ phải đền tiền hợp đồng rất là nhiều cho những cái dự án phim ảnh vân vân. Nhưng mà sau khi chia tay xong thì anh không còn quan tâm đến cô nữa, chỉ gửi cho cô tiền viện phí lại là khoảng 40 triệu đồng tiền Việt Nam, và sau đó là cả hai người lạnh nhạt, và cuối cùng là Kim Sun Ho này chia tay cô qua điện thoại. Một thời gian thì cô đã quyết định công khai cái chuyện này lên, bởi vì cô cảm thấy là sau khi anh Kim Sun Ho nổi tiếng và những tình cảm của mọi người dành cho Kim Sun Ho là một mỹ nam rất là hiền lành, dịu dàng, thân thiện với mọi người trong các chương trình thực tế, trên những vai diễn, thì cô này cảm thấy là không đúng như vậy. Cô cảm thấy khán giả đang bị lừa và cần phải biết sự thật. Ngoài ra thì cô này cũng công bố luôn là trong thời gian đóng phim Start Up, Kim Sun Ho đã luôn nói xấu các diễn viên diễn cùng, ví dụ như là Suzy hay là cô diễn viên phụ, nam chính Nam Soo Hook cũng như là đạo diễn, và cho rằng đây là một bộ phim rất là tệ. Cho đến khi mà cái bộ phim này đưa tên tuổi của anh ta lên thì anh mới quay lại cảm ơn đạo diễn. Đầu tiên cô này không nói đây là ai, nhưng mà một tờ báo đã dùng hình của Kim Sun Ho và làm mờ mặt. Và ngay ngày hôm sau là mọi người đã đồn đoán rất là nhiều về chuyện này. Và cũng ngay trong ngày hôm đó thì những cái hình ảnh về tài trợ quảng cáo của Kim Sun Ho ở các nhãn hàng, trong đó có Canon nè, cũng đã gỡ hình Kim Sun Ho ra. Nhưng công ty quản lý vẫn không lên tiếng. Cho đến khoảng 2-3 ngày sau thì Kim Sun Ho mới chính thức thừa nhận là mình đã làm những việc đúng như cô này nói và xin lỗi mọi người. Trang có theo dõi vụ này không Trang? Có chứ, đây cũng là một cái nhân vật mà mình thấy khá là thú vị và cũng là trong một bộ phim mà mình cũng dành nhiều sự quan tâm và yêu thích. Có điều thực sự là anh này có một cái chút gợn đối với mình, có thể là vì mình cũng hơi có một chút định kiến với con trai mà phẫu thuật thẩm mỹ nó lộ liễu quá. Và cái cách mà anh ấy diễn ấy, mặc dù là mình thấy là đúng là kiểu diễn rất là có duyên, nhưng mà nhìn nó cứ giả giả. Và nhất là khi mà có một cái câu chuyện của anh ấy là về chuyện tình yêu trước khi mà anh ấy nói là anh ấy đã bị một cái cô bạn gái chia tay khi mà anh ấy nhập ngũ, và cũng chia tay bằng tin nhắn, và anh ấy quay về và năn nỉ cô ấy, xong anh ấy quỳ 3 tiếng rồi năn nỉ cô ấy để mà cô ấy quay lại với anh ấy. Thì mình thấy các bạn fan của Việt Nam thì rất là thương, nói là đừng ở Hàn Quốc nữa, về đây Việt Nam với em sẽ thương anh, chứ tại sao con nhỏ kia lại bỏ anh, tầm bậy tầm bạ. Nhưng mà mình thấy có cái dấu hiệu của việc mà thao túng, tại vì theo mình thì một cái người mà yêu thương chia tay ấy, thì đã luôn có lý do. Khi mà mình muốn người khác quay lại mà mình làm một cái hành động, theo tôi là một tình huống tôi thấy nó hơi bị khủng bố. Một cái người mà chuẩn bị đi gặp bạn trai của mình lại gặp bạn trai cũ, quỳ gối và năn nỉ mình cho 3 tiếng ấy. Đối với tôi mà tôi chứng kiến cảnh đấy, là người chứng kiến, tôi đã thấy có một chút gai gai sợ sợ rồi. Và đấy chính là cái chi tiết mà khiến cho tôi cảm thấy rằng là cách mà cư xử trong tình yêu của anh này không bình thường. Và nó có một cái gì đấy mà nó mang cái tính chất là dùng cái câu chuyện của một cái người nạn nhân á, để mà làm màu, làm hình ảnh của mình lên. Và mình không có thiện cảm lắm, mặc dù mình rất là có thiện cảm với nhân vật của phim. Và mình cũng hơi buồn cười khi khá là nhiều người gọi anh này là chồng. Mình đồng ý với chị Kim Thanh là ok thì hôm nay gọi là chồng, ngày mai bỏ đi mấy hồi thôi. Nhưng mà nghe thì cũng buồn cười. Và quả nhiên là khi mà cái linh cảm điều gì thì nó cũng đến. Chỉ có điều là không ngờ nó đến nhanh như thế. Nhưng mà có lẽ là vì nó đến nhanh ấy, là vì cô cũng làm lên kế hoạch rất là kỹ càng. Và cô ấy cũng đã chịu đựng rất là lâu để cái tập cuối
của bộ phim. Khi mà anh ấy chia tay cô thì anh ấy chưa nổi tiếng, nhưng mà khi mà bộ phim tập cuối của Hôm Tha Tha Cha Cha được phát sóng thì nó đã đánh dấu thành công thực sự, khiến cho anh ấy từ một vai thứ chính đáng thương trở thành một vai nam chính với rất là nhiều hứa hẹn. Thì một người bị bỏ bằng tin nhắn và đang rất là ấm ức như vậy thì đây là một cái thời cơ rất là thích hợp. Và mình thấy đúng là cái câu chuyện này nó drama và hoàn toàn có đủ chất liệu để mà có thể làm phim ngoài lề, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả bộ phim đã từng trình chiếu. Người bị tổn thương mà bây giờ lại đi tổn thương người khác. Vâng. Kim Sun Ho thì Kim Thanh cũng coi khá nhiều bộ phim của anh, nhưng mà trước đó thì giống như là chúng ta thường chỉ để ý những nhân vật chính, cho nên là những cái nhân vật thứ chính hoặc là nhân vật hơi phụ thì chúng ta lại không quan tâm. Sau này thì mình mới xem lại cái list phim anh đóng thì là một số phim mình đã xem rồi. Cái hồi Star Up thì Kim Thanh thích cái nhân vật của anh nhiều hơn cái nhân vật chính. Còn anh này thì nhìn cũng dễ thương, nhưng mà rõ ràng là mình lại không thích cái kiểu mà cái miệng mà túm tím. Nói chung là cái phần khẩu hình của ảnh thì mình không có thích lắm, nhưng mà cái mặt thì thấy cũng dễ thương. Tới cái Hôm Thao Cha 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 thì mình thấy là cái miệng với cái khẩu hình đó hơi nữ tính á, tức là nó không phù hợp với cái gu của mình lắm. Và cái vai diễn của ảnh thì mọi người lại xây dựng là quá hoàn hảo, tức là mình cũng xem cái bộ phim đó theo dõi suốt như mọi người, nhưng mà mình không quá thích bộ phim như là mọi người thích. Nhưng mà dù sao mình cũng phải thừa nhận rằng là cái bộ phim này hết sức là thành công và đẩy tên tuổi của Kim Sun Ho lên một cái tầm khác. Và chưa kể là một người đồng nghiệp của Kim Thanh cứ nói là bây giờ nhìn kỹ mới thấy là Kim Sun Ho không có dây tai. Thế mình nói mình xem lại hình chụp là đúng là không có dây tai thiệt, và từ đó tới giờ mình rất là bị ám ảnh. Về nhân tướng học như thế là đúng là có kết cục không tốt đẹp đó. Nhiều người có nói là cô người yêu cũ á, cổ rất là tốt khi mà chờ tới cái tập cuối của Hôm Thao Cha 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 thì cổ mới bung cái tin này lên. Nhưng mà Kim Thanh thấy là đó là một phần thể hiện rất là cao cơ, bởi vì khi mà cỡ một phân nữa của cái bộ phim nó phát sóng nó đã tạo hiệu ứng rất là tốt rồi. Và Kim Thanh tin chắc rằng trong khoảng thời gian đó là anh đã nhận được rất là nhiều cái hợp đồng quảng cáo cũng như là các dự án phim khác. Và tới khi mà phim kết thúc thì chắc chắn là anh sẽ bắt tay vào triển khai và thực hiện các quảng cáo. Tức là lúc đó mà tố thì ảnh sẽ phải là bị mất hợp đồng và bị đền luôn tiền hợp đồng. Cho nên là cái phần mà tung ra ngay cái thời điểm đó nó vừa đẹp cho một bộ phim và nó vừa đẹp cho cái việc mà anh phải trả tiền hợp đồng rất là nhiều. Chứ còn nếu mà ngay cỡ giữa phim thôi mà đã tung ra rồi thì cái phim liệu nó có thành công đâu có biết như thế nào. Rồi liệu ảnh có thể nào mà bị mất mát nhiều như là cái thời điểm mà cái bộ phim kết thúc hay không. Cho nên đó là một cái sự tính toán. Những cái thiệt hại của ảnh thì mình đã thấy rồi. Bắt đầu có những cái drama, những cái diễn biến tiếp theo, ví dụ như là liên quan đến người yêu mới của ảnh. Rồi cái người mà được xem là người yêu mới của ảnh thì lại nói rằng là không phải người yêu mới, nhưng mà sẽ tiết lộ một số vấn đề liên quan đến các công ty quản lý diễn viên. Và theo phần chia sẻ đó thì mình tạm hiểu là anh này ảnh chuẩn bị thanh lý hợp đồng với công ty này, ảnh muốn rời công ty, cho nên đây là có thể là một cái chiêu mà công ty xử lý những người muốn rời khỏi công ty. Tại vì khi mà mình là gà của công ty, có gì thì công ty biết hết, thì công ty là cái đơn vị mà nắm biết được tất cả những cái phốt của diễn viên và họ có thể sử dụng để chống lại diễn viên sau này. Rồi lại xuất hiện những cái status của những người được mệnh danh là bạn của anh chàng này, thì nói rằng là anh là một người có tính cách rất là ok đồ này kia. Tức là mình thấy một cái cách xử lý truyền thông, cái người trong cuộc chỉ lên tiếng một lần thừa nhận lỗi lầm là đủ, còn những gì tốt đẹp liên quan đến ảnh thì ảnh không phải là người nói, và những người xung quanh nói thì nó sẽ có cái hiệu ứng tốt hơn. Cho nên là đang có nhiều cái dư luận trái chiều xung quanh cái câu chuyện này. Chưa kể lại có những cái bài bóc phốt khác với những diễn viên khác, nghe nói là còn ghê hơn anh nữa, nhưng mà cụ thể như thế nào thì chúng ta chưa biết. Có điều là Kim Thanh thấy là qua cái sự việc này á, cho dù diễn tiến sắp tới như thế nào, nhưng mà cái mà mất mát của anh này mình thấy là không thể cứu vãn được, đúng không? Đúng rồi, và cũng rất là tiếc. Đã hoa thì nở muộn mà lại còn lại sớm tàn nữa, không khác gì một đóa phù dung cả.
cái vụ mà công ty quản lý á, thì công ty quản lý đã đăng một cái bài nói là những cái thông tin mà nói là anh này sắp hết hợp đồng và không muốn gia hạn tiếp là sai, bởi vì công ty có thể tung ra cái hợp đồng gọi là còn thời hạn đến tháng 9 năm sau. Công ty nói là bình thường sẽ chỉ bàn với nghệ sĩ việc có gia hạn hợp đồng hay không khi mà còn 3 tháng nữa là hết, nhưng bây giờ còn rất là dài, cho nên là cái đó không phải việc của công ty làm và công ty vẫn sẽ đi với anh này đến cùng. Cho nên em nghĩ là cái chiêu của bên quản lý tung ra thì em thấy là họ tự dồn mình vô thấy khó, bởi vì kể cả bây giờ có còn hợp đồng đi nữa thì anh này đã hiện tại đã bị gạch tên khỏi 3 dự án, sắp tới là đã có 2 dự án đã gạch tên ảnh rồi, cái game show mà ảnh tham gia là 2 ngày 1 đêm cũng đã bỏ ảnh ra. Cho nên con đường tương lai sự nghiệp của Kim Sơn Ho đang rất là mờ mịt, cho nên cái việc có gắn bó với công ty quản lý hay không em thấy nó không có ý nghĩa gì hết. Kim Thanh thấy là tổng cộng ảnh có 11 cái hợp đồng quảng cáo đó, và bây giờ là hình như là mất hết rồi. Những phim điện ảnh hay là truyền hình là cũng cắt toàn bộ, tại vì đa phần đều là chưa quay hết. Chỉ có một phim là sẽ quay trong tháng 11 này, có nghĩa là nó hơi gấp rút nếu mà họ phải thay thế diễn viên. Tình hình này chắc chắn là cũng thay diễn viên rồi, tại vì có những cái trường hợp cấp bách hơn mà mọi người còn thay, nói chi là này là còn chưa quay. Và chỉ còn duy nhất một dự án là chưa công bố là có thay đổi anh hay không, bởi vì họ vẫn còn cân nhắc. Trang nghĩ như thế nào về cái đường hướng tương lai của anh này? Giả sử là trong thời gian sắp tới này mình có một cái dư luận bên lề hoặc là có những cái diễn biến mới mà theo chiều hướng có lợi cho anh. Tôi thì thấy trường hợp này không quá nghiêm trọng. Và thực ra thì cái cách mà anh này anh ấy nhận lỗi ngay á, tất nhiên là cũng không quá là nhanh, nhưng mà cái cách mà anh ấy nhận lỗi thì cũng cho thấy là anh ấy cũng có một cái độ chuyên nghiệp nhất định, và ít nhiều cái hành động đấy của anh ấy cũng có được một số những cái biểu hiện thể hiện thiện cảm của khán giả. Và mặc dù đây là cái scandal cũng tương đối nghiêm trọng và cũng có một số chi tiết liên quan tới vấn đề pháp lý, đặc biệt khi mà anh ấy có những cái hành động và lời nói hay là cái cách để mà khiến cho cô bạn gái cũ phá thai ấy, thì nó có liên quan tới pháp luật của Hàn Quốc. Thế nhưng mà những cái vấn đề khác như là việc mà nói xấu hay là cái tin đồn khác thì thứ nhất là chưa được kiểm chứng. Cái thứ hai là có cái màn quay xe của cô bạn gái, sau khi mà cô ấy tố xong thì cô ấy cũng lại rút lại những cái lời đấy, và cô ấy cũng nói rằng là cô ấy sẽ kiện lại tất cả những ai mà bình luận và xúc phạm chúng tôi, bởi vì thực ra chúng tôi đã có thời gian mà thương yêu nhau. Nó vẫn có những cái twist chồng twist. Thì nhiều khi mình nghĩ nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào quyết định tiếp theo của cô bạn gái cũ này. Cũng có một cái nữa là nó cũng không quá nghiêm trọng về mặt pháp luật, thì khoảng 1-2 năm sau với thực lực hoặc là với một cái vai diễn nào đấy ở một cái cách diễn lột xác khác thì vẫn còn cơ hội, mặc dù là khá là mong manh cho anh ấy. Và thực ra thì đối với nền giải trí Hàn Quốc, cái thái độ đối với các diễn viên ấy thì tôi cũng không thần tượng họ. Tôi cũng nghĩ rằng là mình cũng không nên coi diễn viên hay là nghệ sĩ là một cái hình mẫu gì mà bắt buộc họ phải như là một tấm gương trong veo không tì vết. Đơn giản nếu mà họ diễn hay, họ thể hiện một vai diễn phù hợp, họ có tài năng thì mình thưởng thức họ thôi. Chứ mình cũng không nghe họ khuyên về sức khỏe, cũng không nghe họ khuyên về tài chính. Đơn giản họ là những nhân vật mà mang tới một cái niềm vui trong vấn đề giải trí, nên là cái đời sống riêng tư của họ đôi khi nó có sự phiền nhiễu. Nhưng mà nếu mà họ cũng có tài năng thì về phía góc độ của mình, tôi nghĩ là vẫn nên cho họ cơ hội. Cái phần mà của bạn gái Kim Sinh Ho thì không hẳn là quay xe, mà cô này nói là anh này đã có một cái sự nhận lỗi trực tiếp với cô này và cô này dừng lại mọi chuyện ở đó. Chúng ta có thể tạm hiểu sơ sơ, tức là hai bên đã có những cái thỏa thuận ở hậu trường, mà cụ thể như thế nào thì ở trên công cộng thì mọi người không có công bố, nhưng mà chắc chắn đã có một cái sự thỏa thuận rồi, cho nên là cô này đã muốn là dừng lại mọi chuyện ở đó. Không đấu tố nữa. Đúng rồi, không đấu tố nữa và tránh liên lụy những người liên quan, chứ không phải cô dựng chuyện, tất cả đều có nhưng mà cũng ngừng ở đó thôi. Cho nên là Kim Thanh nghĩ là phần mà mất hợp đồng cái này cái kia thì chắc là nó cũng không có rút lại được đâu, tức là ảnh vẫn sẽ phải chịu thiệt thòi thôi. Nhưng mà ý mình cũng nói là cái cơ hội là nó phải là một thời gian sau nữa, chứ còn rõ ràng là bây giờ những gì mà anh ấy mới gây dựng được là anh mất. Em thì cũng giống như chị Trang, là em không có, gần như là kể cả những người mà em thấy họ diễn hay, em thích họ, em cũng không quan tâm đến vấn đề họ yêu ai hay họ làm gì. Bởi vì trừ khi nào mà họ làm những cái việc trái pháp luật đấy, là họ phải bị ở tù hay cái gì đó, tức là họ không còn đóng phim cho em xem nữa, thì em mới cảm thấy là có một cái mất mát gì đó. Chứ nếu không thì đó là cuộc sống cá nhân của họ, em sẽ không quan tâm. Nhưng mà em nghĩ là
cư dân mạng, cộng đồng mạng của Hàn Quốc á, họ không có đơn giản như vậy. Bởi vì có những cái diễn viên mà chỉ bị cái phốt nhẹ hơn, nhưng mà họ vẫn sẵn sàng là có những cái công cuộc tẩy chay trên diện rộng rất là mạnh mẽ, tẩy chay từ khi cái dự án đó còn chưa có bắt đầu luôn. Cho nên em nghĩ là nó sẽ đánh vào những cái nhà sản xuất khá nhiều khi mà họ nghĩ đến việc mà chọn Kim Sung Ho cho dự án sắp tới. Em nghĩ mà ảnh cũng khó trong cái việc mà mở rộng thị trường, bởi vì ảnh chưa phải là một diễn viên quá nổi tiếng ở những quốc gia khác hay có thể đi đóng phim điện ảnh. Ảnh gần như là em thấy hình như cũng rất ít phim điện ảnh hoặc là chưa đóng gì đó. Có đóng phim điện ảnh rồi, nhưng mà gần như là ảnh chỉ nổi trong lĩnh vực truyền hình thôi. Mà ở truyền hình Hàn Quốc thì cái việc quan tâm của khán giả là em thấy là nó quan trọng nhất. Trước mắt em nghĩ chắc cũng vài năm thì chắc cũng chưa biết là anh có cơ hội ra quay lại hay không. Với những người như là Kim Sinh Ho thì mình nghĩ là cái việc mà mọi người lên án và tẩy chay á, mình cũng hiểu và mình cũng đồng tình một phần ở trong đó. Cái đời tư của họ tuy là nó không liên quan đến các tác phẩm của họ, nhưng mà khi họ xây dựng những cái hình ảnh quá đẹp, họ đã có một cái lực lượng fan lớn, mà nhất là với những bé tuổi teen mà cứ gọi là chồng em đó, thì thật sự ra nếu mà họ làm những cái hành động đó mà mọi người cho rằng là bình thường thì sau này các bé ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Có thể nói là ủa, cái đó là bình thường trong xã hội mà, thì điều đó cũng rất là nguy hiểm. Ví dụ như những người trưởng thành thì có thể là chúng ta biết phân biệt mọi thứ và chúng ta biết như thế nào đúng, thế nào sai, chúng ta làm chủ được cuộc đời và chúng ta biết cái hậu quả của nó sẽ khốc liệt như thế nào. Nhưng mà với các bé tuổi teen, các bé đang trưởng thành mà thấy những cái việc làm mà nó liên quan đến vấn đề về nhân cách hay là đạo đức, làm cái gì mà chúng ta cũng cảm thấy cái chuyện đó không cần phải quan tâm, đó chỉ là chuyện đời tư thôi, thì thật sự nó cũng khá là nguy hiểm. Kim Thanh cũng phần nào ủng hộ cái chuyện là nếu mà các sao mà có đời sống không tốt về mặt nhân cách, về mặt đạo đức thì cũng phải nên lên tiếng. Có điều là chúng ta lên tiếng đúng chứ không phải là thêu dệt những cái câu chuyện mà họ không làm để rồi là vu oan giá họa cho họ, giống như là một số cái trường hợp chúng ta cũng đã biết. Em cũng công nhận cái chuyện đó. Một phần là em không có cảm giác gì với cái câu chuyện của Kim Sung Ho, bởi vì hai cái vai của anh này em đều không có thích. Chứ nếu mà người ta thích thì cảm giác rõ ràng cái hình tượng bé ngoan trong startup hay là tổ trưởng hông ở trong Hôm Ta Cha Cha Cha, nó là hai hình tượng gần giống nhau, là một người mà có những cái hành động đẹp đẽ, thì em nghĩ những người mà thích hai vai diễn đó dẫn sang thích Kim Sung Ho chắc chắn là sẽ có cái sự sụp đổ khi mà thấy những cái hành động kia. Thì cái việc mà họ thù ghét hay là họ lên án thì em nghĩ là cũng hợp lý. Còn mà tại em không thích hai dây chuyện đó nên em thấy cái chuyện này đối với em nó không có vấn đề. Mình không thích nhưng mà nếu mà làm sai mình vẫn phải là lên án, đúng không Trang? Có thể là mình rất gay gắt với những người mà phạm những cái lỗi đặc biệt là liên quan đến trẻ vị thành niên, nhưng mà đối với anh này thì mình vẫn nghĩ cái câu chuyện tình yêu này là một của hai người lớn, hai người cũng trưởng thành rồi ấy. Tất nhiên là nó cũng có những âm mưu này một kia, nhưng mà mình thấy cái anh này trước anh cũng đã có một cái cách mà dùng tâm lý nạn nhân, và bây giờ anh ấy cũng gặp một cái cô gái mà mình thấy cũng dùng cái bài của tâm lý nạn nhân. Mình nghĩ là đến một cái tầm này rồi ấy, thì khi mà yêu đương ấy thì nó là cái câu chuyện mà không chỉ là chuyện cảm xúc luôn, nó lý trí. Và thấy anh ấy có một phần tội nghiệp. Tội nghiệp là vì có thể là vì không xử lý được khi mà cái việc mà mình thay đổi danh vọng và tiền tài, mọi thứ, cơ hội nó đến quá nhanh. Và khi mà mình ứng xử nó không đủ độ chín chắn và độ chuẩn bị cho tất cả những sự thay đổi đó, nó sẽ gây nên một cái sang chấn. Cái câu chuyện của anh này thì cho thấy cái sự giả tạo, bạn có cố gắng và bạn rất là nỗ lực, bạn có thể là một người diễn xuất rất là tốt, bạn có thể diễn giỏi vai diễn của một người tốt ở trên phim, nhưng mà cái vai diễn đấy mà phải kéo dài ra ngoài đời thì thật là một bi kịch cho bạn. Mình thấy không quá phẫn nộ mà mình thấy rất là chua chát và đáng thương. Kim Thanh thì đồng ý với Trang một phần thôi, tức là cái chuyện mà người lớn trưởng thành hết yêu đương với nhau là mọi người đều phải tỉnh táo lý trí và có những cái quyết định cho cuộc đời của mình, chứ không có thể nói là do ảnh xúi tôi, ép tôi thì như vậy. Nhưng điều đó không phủ nhận rằng là anh này ảnh sai, tức là cô này sai thì anh này cũng sai, chứ không phải là cô này cổ sai thì anh này ảnh đúng, bởi vì là hai người cùng sai trong cái chuyện này. Nếu trong trường hợp anh này ảnh không xúi như vậy thì cũng có thể kết quả nó khác, cho nên là thôi anh này ảnh cũng phải chấp nhận cái hậu quả của ảnh.